Lần đầu gặp mặt ngoài đời, cô gái khiến Ý Trung Nhân xách dép chạy tám hướng. Mắc bệnh cô đơn kinh niên, cô gái hí hửng quẹt trái, quẹt phải và quẹt ngay được một chàng trai sói ca, body sáu múi khiến nàng mừng rơi nước mắt. Ai dè vừa gặp mặt, người ta đã chạy té khói khiến cuộc tình chưa nở đã vội tàn. Tưởng vô phương cứu chữa, cầu thầy khắp nơi, thì cô gái đã tìm thấy quý nhân Laura Pazit đến từ Pháp, do nữ nghệ sĩ Nhật Kim Anh hé lộ. Chẳng cần thần thông quảng đại, chỉ cần hai xót dịp, cơ thể cứ phải gọi là ngọc nữ ngắt hương, tiên nữ biến hình. Đi gặp người cờ rớt thì vấn vương, gặp người thương thì đổ gục, gặp dân tình thì khen nứt nở. Mình thấy có mùi hương hoa và cái tầng hương nó khá là dày và rất là nồng nàn, hợp cho mấy chị mà nữ tính rồi đó. Các bạn có thể dùng đi học với lại là đi hẹn hò được luôn. Thấy là nó có cái mùi hương tao nhã, nó tạo được cái vẻ cuốn hút hơn, cũng tạo cho cái người yêu của mình là có cảm giác nó thơm hơn, nó kiểu nó cuốn hút với lại mình hơn. Hình ảnh đỉnh cao, nội dung thuyết phục, lưu hương 18 đến 36 tiếng. Bảo sao Laura Pazit liên tục làm dậy sóng mạng xã hội, được nhiều nàng hậu và nghệ sĩ săn đón, dần dần khiến dân tình cũng nháo nhào tìm kiếm. Một ngoại hình chỉnh chu cộng với hương nước hoa tuyệt vời của Laura Pazit thì xứng đáng 10 điểm trọn vẹn. Chàng nào đã xách dép chạy đi thì không có cửa quay lại đâu nhé.